Hi. Xin chào các bạn, đây là kênh Đại Lâm Vô Đại Gió. Mình là Minh Tàu Lao, chào với đâu Trần Hoàng, Đại Lâm Balotelli và Đại Lâm Chuyện bên này. Một pha công lưới tốt của team A, tỷ số đang là 1 đều. Chấp bên kia 1 điểm nha các bạn. Libro và Libro. Bên đây là bộ ba là Tí Ma Trường và Bình. Còn bên kia là Mã Cha So Kỳ cho Hoàng Di Cọp Cò Sôi. Bên 3 chấp bên 2 1 điểm. Tỷ số đang là 2-1, đang nghiêng về cho bên 2. Hoàng Di Cọp Cò Sôi và Mã Cha So hợp tác ký đội. Các bạn xem Mã Cha So cầm cái bàn như thế nào. Và đầu dò Mã Cha So cũng rất đẳng cấp. Nhưng nói về cái kỳ thì Mã Cha So thật sự cái kỳ chỉ là trung bình thôi. Cái kỳ của Mã Cha So là trung bình. 3-1 bay mui. Lại là một pha không hiểu ý nhau, phòng thủ với Hoàng Di và Mã Cha So. Tỷ số đang là 2-3. 2-3. Tỷ số đang là 2-3. Một pha công lưới rất hay vừa rồi của Hoàng Di Đường Y. 4-2 Buôn Bi. Đáng tiếc cho Hoàng Di. Ba bốn. Một pha phản công tốt của Bình. Bốn đều. Buôn buôn. Bốn đều. Quá hay cho Tí Ma. Ba vòng tủ quá hay cho Tí Ma. Lại là Hoàng Di đội bóng ra ngoài. 5-4 đang nghiêng về cho bên ba. 5-4. Tỷ số đó là 5-4 đang nghiêng về cho bên ba. Là một pha phòng thủ không tốt của Tí Ma. 5 đều. Lại là Hoàng Di. 6-5 nghỉ về cho bên ba. Thì đổi lại rồi mà. Tức là ông Linh ông hỏi thôi. 6-5. Tí Ma ngồi luôn rồi các bạn, sau pha phòng thủ vậy rồi, hai pha phòng thủ liên tiếp.
Hai bên hiện tại bây giờ chỉ đánh chiến thuật và chiến thuật thôi. Thể lực là quyết định cho trận đấu này. Tí mà có dạng như rất thở rồi. Đây, một pha phòng thủ không thành công của Tí Ma. Tỷ số đang là 6 đều. 6 đều. 6 đều. Và có bóng mới điểm trực tiếp rồi của Hoàng Duy cọp rồi rồi. 7-6. Phòng thủ hay của trường. Và phản công quá cảm giác rồi của Bình Chiền 2. 7 đều. Đây là một pha quá cảm giác rồi cho Bình Chiền 2. Bảy đều. Một pha chuyền hai quá khó rồi cho đồng đội của mình là Tí Ma của Bình. Đổi sân 8-7. Trận đấu rất hay, rất căng thẳng rồi. Còn đây là Libro và Libro. Chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai. Chai đau mỏi vai gáy 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Tám bảy. Quá hay. Một pha chồng đầu đường y rồi của Tí Ma trước mã cho sò quá hay. 8 điều. May mắn đứng về cho Tí Ma. Một pha phòng thủ cái chân má ngoài rất hay. Và một pha leo diền lưới rồi của Tí Ma. Có thể là may mắn đã đến cho Tí Ma. 9-8 Rambun Rambay. Lại một pha đường y rất hay rồi của Hoàng Di. 9 đều. Các bạn thấy động tác của mã cha sò kia như thế nào? Bóng ra ngoài 19 nghiêng về cho bên ba. Mã cha sò khòm rất chậm nha các bạn. Có thể nói là khòm rất chậm. Và cố gắng vừa rồi hết sức của Hoàng Duy. 11-9.
quá hay cho tí mà. Lại tiếp tục là Hoàng Duy bị tụt hơi rồi. 12-9. Hoàng Duy bị tụt hơi rồi các bạn ơi. 12-9. Đáng tiếc cho Tima. Thấy nó một pha rất đẹp vừa rồi cho Tima. Tima mẫu bóng ra ngoài. 10-12. Lại là Mã Cha So. Thật sự một buổi chiều phong độ của Mã Cha So không được ổn các bạn à. Hoàng Duy chỉ biết lặng lặng người bỏ đi thôi, không biết nói điều gì hơn cho đồng đội của mình là Mã Cha So. Còn Mã Cha So thì điếc bính điếc nhìn, lặng người thôi. 13-10. Mười một, mười ba. Mười một, mười ba. Và phản đòn cái chân của Tima. 14-11. 14-11. Đáng tiếc cho Tima. 12-14. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết. Có thể nói Mã Cha So không thể nói điều gì hơn nữa được các bạn ơi. Xin chúc mừng bên ba. 15-12.